Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về tiêu dùng đáng chú ý. Chiều ngày 12 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 370 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 438 đồng một lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 18.426 đồng một lít và xăng RON 95 là 19.531 đồng một lít. Như vậy, xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 trong nước có lần tăng giá thứ hai liên tiếp và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020. Ngoài ra, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh. Giá dầu diesel tăng 446 đồng một lít, dầu hỏa tăng 566 đồng một lít. Trước đà sụt giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm khá mạnh với biên độ từ 150.000 đến 300.000 đồng một lượng. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 55,72 đến 56,07 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 160.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Tương tự, chỉ trong phiên sáng ngày 12 tháng 5, ngân hàng Eximbank đã có tới 7 lần điều chỉnh giảm bảng giá vàng miếng. Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 12 tháng 5, giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngân hàng này mua vào còn 58,75 triệu đồng một lượng và bán ra là 55,98 triệu đồng một lượng, giảm tới 270.000 đồng một lượng so với một ngày trước. Liên tục giảm từ Tết Nguyên đán đến nay, giá thịt lợn đang xuống thấp nhất trong một năm qua. Nhiều tiểu thương hiện đang khóc ròng vì lượng tiêu thụ giảm mạnh. Cụ thể, theo ghi nhận, giá thịt lợn hơi ngày 12 tháng 5 tại khu vực miền Bắc dao động từ 64.000 đến 69.000 đồng một kg, là khu vực có giá lợn hơi thấp nhất cả nước. Trong đó, ở thành phố Hà Nội, giá lợn hơi giảm xuống ở mức 67.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 67.000 đến 75.000 đồng một kg. Khu vực miền Nam, mức giá cũng khoảng trên 70.000 đồng. Tại các siêu thị, giá thịt lợn cũng đang có xu hướng giảm. Theo báo cáo mới nhất của Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, xuất khẩu rau quả tháng 4 năm nay đạt 380 triệu đô la, giúp ngành hàng này thu về 1,35 tỷ đô, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc những tháng vừa qua liên tục tăng mạnh, với 64,7% thị phần đạt 610,8 triệu đô trong quý 1 năm 2021, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã kéo theo nhiều loại trái cây tăng giá kỷ lục, mang tới thu nhập tốt cho người nông dân. Đơn cử, xuất khẩu xoài đạt 125,2 triệu đô, tăng 30,6%, xuất khẩu chuối đạt 80 triệu đô la, tăng 35,2%, xuất khẩu mít thu về 57,6 triệu đô la, tăng tới 63,8%, xuất khẩu thanh long đạt gần 330 triệu đô la, tăng 3,2%.